Hôm trước em các bác có hỏi, có một bác hỏi em về cái cách trồng cây gối hạc này. Thực ra đây cây gối hạc, cây gối hạc này rất là dễ trồng thôi. Thì đây em đang thu hoạch hạt, nó về em ươm này, ươm sau đó là mọi người thể em trồng được mà. Đây bên trong nó sẽ có những cái hạt của cây gối hạc này và bộ phận sử dụng nó là toàn thân nhé. Mọi người băm cái thân, cành lá ra phơi khô và về đun nước uống. Ví dụ như hàm lượng khoảng 50 gram này tươi, hoặc là dùng khoảng 20 gram khô thôi. Sắc với khoảng 500 ml nước đun sôi và uống để điều trị về chứng gì? Đây chính là thoái hóa khớp gối này, gai mâm chảy khớp gối, thoái hóa cột sống, thoát vị ê đệm, đau nhức xương khớp, điện viêm các khớp rất hiệu quả. Ngoài ra nó còn rất là hay trong một bệnh nữa. Và bệnh này khó điều trị đấy ạ. Đây chính là bệnh viêm điểm bám gân. Có những người đánh tennis nhiều này, viêm hoặc là bế con nhiều hay bị viêm đây, hoặc đánh tennis nhiều hay viêm ở vị trí đôi cầu này, thì mọi người có thể lấy cho em cái lá này, lá tươi nhá, thân lá tươi giã nát ra đắp vào cái vùng mình bị viêm ấy. Đấy, cái còn ngoài ra mọi người có thể uống, nếu mà không có tươi thì dùng khô vậy, thì mọi người có thể đun uống. Hàm lượng tươi thì khoảng 40-50 gram, còn khô thì khoảng dùng cho em khoảng 20 gram thôi, đun khoảng 500 ml nước đun sôi. Còn đau xương khớp hay thoái khớp gối các thứ thì về bệnh xương khớp mọi người thể phối hợp với dây đau xương, thiên nhiên kiện, hoàng kỳ nam hay là ngũ tất thì dùng rất là hiệu quả. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo bài thuốc như thế. Ở đây chính là cái hạt của cây gối hạc thôi. Đây, hạt chín nó sẽ đen như này, bên trong nó sẽ có những hạt nhỏ nhỏ này.